Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ việc bắt cóc sát hại cháu bé 21 tháng tuổi ở Hà Nội. Theo kết quả giám định ADN thì thi thể tìm thấy trên sông Đuống chính xác là của nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang. Do đó nhiều người đặt câu hỏi giờ đây khi nghi phạm tử vong thì vụ án sẽ được điều tra tiếp như thế nào? Số tiền chuộc 550 triệu gia đình bé gái chuyển cho nghi phạm được giải quyết ra sao? Sau khi sát hại cháu bé, đối tượng Giáp Thị Huyền Trang tiếp tục đòi tiền chuộc, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Do lo sợ nên gia đình cháu bé đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Trang với tổng số tiền là 550 triệu đồng. Theo luật sư, số tiền 550 triệu đồng gia đình cháu bé đã chuyển khoản cho Trang nếu chưa được sử dụng thì phải tịch thu để trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp. Nếu chủ sở hữu hợp pháp không yêu cầu nhận lại khoản tiền này thì tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Trường hợp nếu chuyển số tiền này cho người khác mà người này biết số tiền trên do phạm tội mà có thì có thể bị xem xét về hành vi đồng phạm của tội bắt cóc. Và thưa quý vị, trong quá trình điều tra nếu nhận thấy vụ án có yếu tố đồng phạm hoặc xác minh có người giúp sức cho đối tượng này phạm tội thì vụ án vẫn được triển khai đặc biệt trong vụ án này có thông tin giáp thị huyền trang từng nợ nần cờ bạc thua lỗ một số tiền lớn do đó công an có thể điều tra xem có người thực hiện hành vi cho vay lãi nặng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép đe dọa giết người cưỡng đoạt tài sản tác động đến tâm lý của trang dẫn đến bị can thực hiện hành vi phạm tội hay không nếu có thì sẽ mở rộng điều tra xử lý với các đối tượng có liên quan